Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Lục nhĩ mi hầu cuối cùng đã được đấu nghiêm túc rồi. Xích khao mã hầu, vạn hầu chi vương sao. Thông tý phi viên, lấy thực lực quyết thắng thua. Linh minh thạch hầu, nói đánh nhau Tôn Ngộ Không ta sẽ không thua. Đến đây. Uống nào uống nào, chúc mừng chúng ta đại thắng trở lại yêu quái đại đạo. Không say không về, sao mà bé tí vậy, nhìn kỹ mới thấy. Lần này đã có lời ăn nói rồi, sau tiệc tối, chúng tôi về nước Nhân Ngư. Không thấy Hoàng Mi não Phật đầu, ông ta lẳng lặng bỏ đi rồi, sau này gặp lại sẽ là kẻ địch. Tôn Ngộ Không, không phải là đang tham gia trận chiến tứ hầu hay sao, trở về nhanh vậy. Ái chà, có kết quả rồi sao? Dĩ nhiên là có rồi, vạn hầu chi vương chính là ta. Ây, là một trong tứ vương. Ây, hay là bỏ đi thôi. Tuy đánh nhau không phải là ta không thích, nhưng đánh với khỉ thật là vô vị. Vị trí này bọn ngươi đi giành đi. Sao thế được? Vì thắng ngươi ta mới tranh, ngươi không tranh ta cũng không tranh. Ngươi biến thái hay sao? Tùy ngươi nói sao thì nói. Này bọn ngươi đấy, rốt cuộc có đánh hay không? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn thân là kinh đây. Vậy thì để ngươi làm đi. Này, thứ không phải đánh mà có ta không lấy, ngươi cũng biến thái hay sao? Ngươi làm đi, ngươi làm, không cần. Không ngờ lại như vậy, còn tưởng là có kịch hay để xem. Ơi, hay là để ta làm có được hay không? Bốn người cùng làm nào. Mọi người cũng không muốn vì tranh hầu vương mà đấu sống đấu chết. Bốn hầu vương cũng được, đàn khỉ ở trong thiên hạ có rất đông. Dùng được tứ vương, nói cũng đúng. Trước đây phi viên sơn mạch, đàn khỉ lớn nhỏ có hơn chục đàn, bốn vị hầu vương cũng không quá. Được được, nói thế thì tốt quá, thông tý quyết định vậy đi. Tôn Ngộ Không, đây là hiệp nghị hảo hữu hôm nay đạt thành. Không loại trừ ngày sau có thay đổi, lúc đó lại so tài với người. Sẵn sàng chào đón. Thạch hầu tử, đừng biếng nhắc đấy, ta sẽ ăn thịt ngươi đấy. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sẽ còn có cơ hội thôi. Lần này đại quân yêu quái chúng ta vừa ra, đã đánh bại ngay vô thượng tổ sư. Cả thiên thần cũng khen chúng ta làm yêu quái bao nhiêu năm, lần này là uy phong nhất. Ngày vui thế này phải không say không về. Rượu đây. Muốn não trừ gục hay sao, quá là ngây thơ. Không được rồi. Ơi, lão trừ, lão trừ. Lão ta vẫn chưa say, uống tiếp. Vừa kịp lúc Minh Phủ Thông hành chứng của ta sắp đến hạn. Đại sư huynh, huynh sắp về địa phủ rồi sao? Ngộ Tịnh, đệ đã biết. Huynh một năm trước chết dưới tay của Nguyên Thủy Ngọc Tồn, vì lý do đặc biệt nên về trong thời gian ngắn. Không có gì qua được mắt của đệ. Đệ phải ăn nói thế nào với người khác đây? Nói Tôn Ngộ Không ta không biết đi đâu chơi. Ơi, ta lúc nào cũng chơi mà, đúng hay không? Có duyên gặp lại. Đại sư huynh, này này, đại sư huynh đâu, ta muốn kính huynh ấy một nỉ. Huynh ấy đã đi rồi, sao, đi đâu vậy? Đi khắp nơi vui chơi, huynh cũng biết huynh ấy mà. Vua khỉ của chúng ta không bao giờ dừng chân một chỗ. Rất đúng giờ đấy Tôn Ngộ Không, cửu tuyền nhất tiếu, bây giờ thì thế nào? Trải qua loạn của vô thượng tổ sư, âm giới đã thay đổi rất nhiều. Ta cũng nhìn ra. Có một số quy tắc phải lập lại, có khả năng dùng đến người, lại có việc cho ta. Có lợi cho ngươi đấy, cứ nói ra nghe xem thử.
Mời. Đại thần Tô Lợi Gia, đi nhanh vậy, không ngờ lại một nát hay sao? Cảm ơn, ta phải về báo cáo Đại Phạm Thiên những gì nghe thấy ở trong thời gian này. Thế giới yêu quái trung thổ đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Còn có một đường yêu quái đại đạo kỳ dị. Đại thần, con muốn ở lại thêm nữa. Con đã thành bạn thân với yêu quái ở đây, đương nhiên là được. Thế giới yêu quái phức tạp đa biến. Ta có kế hoạch sẽ viết một quyển sách liên quan đến yêu quái đại đạo, lên xây dựng lại khách sạn Tây Hành. Một giao giới của người và yêu, tiếp tục hấp thu kinh nghiệm các mặt. Đại Pháp Sư, hai ta đều đã trải qua, chết đi sống lại, thể nghiệm cái chết của ông là như thế nào. Lúc đó hoàn toàn không thấy sợ, chỉ có an lành và ấm áp. Ta biết bản thân đang bị một luồng sức mạnh rất lớn thu nạp vào. Đúng, rất lớn, và cảm giác rất là ấm áp. Có một cảm giác hạnh phúc lâng lâng, cứ như là cái đó. Thế đúng rồi, ông hiểu chứ? Đúng đúng. Chuyện cũ đó nếu viết ra, người đọc chắc không tin đâu. Trong các sách có đề cập giao lưu với vạn thần quốc Thiên Trúc, không vấn đề gì chứ? Đương nhiên, liên quan đến cái tên Thiên Trúc, nghĩ đến việc lưu truyền có lợi hơn ở trung thổ, ta muốn đổi tên, gọi là gì? Ấn Độ. Được, hy vọng sớm ngày xem tác phẩm. Cảm ơn, xem ra phải mất vài năm. Sư phụ. Ngộ Không. Gần đây đôi khi nghe được giọng nói quen thuộc. Là con sao? Bên đó vẫn sống tốt chứ? Ai? Sư phụ nghe thấy, sư phụ biết chúng ta từng đến. Tiểu Vũ, sao không nói gì vậy? Bắt đầu từ lúc nãy, muội đã không nói năng nữa, Tiểu Vũ. Là như thế sao? Cuối cùng đốm lửa nghe nói cũng tắt ngấm. Bị vực sâu nuốt trọn triệt để, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, để ta bảo hộ cho muội. Bạch Nàng. Tiểu Vũ, muội đã quay lại. Đạo Đức Thái Tôn nói, chỉ cần không ngừng đi tới trước, sẽ không hóa đá. Ơi, huynh làm bằng cách nào vậy? Không biết. Ta muốn đứng lên, thế nào đứng lên? Chỉ cần ta cõng muội đi thẳng, muội sẽ không biến mất. Muội là tảng đá, lặng lắm đấy, sẽ không đi được xa. Không sao, nói không chừng chúng ta đi một nát, muội hồi phục lại năng lực hoạt động. Sức mạnh của muội rất yếu, chắc là không thể. Ai mà biết được chứ, bây giờ bỏ cuộc còn quá sớm. Tiểu Vũ, muội phải phấn chấn lên. Ta tạm thời làm hai chân của muội, muội muốn đi đâu ta dẫn muội đi đến đó, được chứ? Ở đây khắp nơi đều như nhau, cũng phải. Chúng ta có thể hóa gió như trước, thăm bạn bè ở trên mặt đất, nhưng tốn nhiều sức mạnh, chỉ đôi khi thì được. Được, lần sau đi thăm Đại sư huynh. Đó là chút ánh sáng yếu ớt còn lại, xót lại giữa dị không vô tận này. Là pháp thuật dẫn đường, có lẽ là một năm trước, 10 năm trước để lại, dẫn đường cho ai? Cho ta hay sao? Đi nào! Dị không này không còn giam được Nguyên Thủy Ngọc Tôn ta nữa rồi.